Rồi nhà vườn thông minh nhà mình ghé tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị form thiên nhiên. Phôi này rất chi là lực cây nha, form lùng lực nha mình. Đây, cây đang bung lọc sống khỏe nha, cây quá sung luôn nha mình, rất là lực cây nha, móc đầu luôn. Cây này có mã số là 690 nha, có số đo tổng hoành, tổng hoành cái gốc này nhà vườn đo là 150 nha. Cây cao tính từ cái mặt mặt bầu nha, mà tới cái đầu thân chính là 67, đang nằm cái bầu đất rinh là 75 x 41 nha. Rồi cây này thì nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn nha, là 3,5 triệu bao ship nha mình. Cây này rất là nặng nha, hơn một tạ nha mình. Cây này phải tầm hai người bê, rất là nặng luôn nha. Cây này hơn một tạ trong đây, rất là lực cây luôn. Nhà mình xem tham khảo nha. Cây này mình về mình lên cái chậu mới của nó là ok luôn. Đây, cái form cây rất kia là chuẩn luôn nha, rất là lực luôn. Nhà mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn nha, về mình sưu tầm luôn. Cây này rất chi là tương lai nha mình, về lên cái chậu mới thay áo cho nó nữa là ok luôn. Này, lọc đang đâm này, rất chi là khỏe luôn nha, lực cây nữa nha mình. Mình xem tham khảo luôn, nếu được duyên ưng ý thì ủng hộ nhà vườn nha. Phôi cẩm thị kim cương đen. Cây rất chi là lực. Mình xem tham khảo nha. Rồi mã số 690 nha. Nhà vườn xin giao lưu nhanh luôn là 3,5 triệu bao ship cho phôi này nha mình. Phôi rất là tương lai nha. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.